Đoàn lãnh đạo thành phố Long Khánh đã đến thăm hỏi và tặng quà cho ba mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong không khí gặp gỡ thân tình, lãnh đạo thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của mẹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của mẹ, động viên mẹ và gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục là tấm gương sáng mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo. Dịp này, đoàn đã trao tặng phần quà tiền mặt trị giá mỗi phần 500.000 đồng cho các mẹ, kính chúc mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.